Chào các bạn. Lisa mới ngồi đây để hôm qua nghe thấy cái chuyện mấy cái đứa nó nói là thường thường rất nhiều người nói là ở bên hải ngoại gửi về rất là nhiều tiền. Thì Lisa mới ngồi đây đọc cái này cho mọi người nghe. Là cái bọn chính phủ lâm thời Việt Nam Cộng Hòa, ok, nó mới Australia, là nước Úc. Tiếng Anh. Ngày 24 tháng 10 năm 2015, như Nisa đã post nên các bạn đã nhìn thấy, chúng nó nói là không gửi tiền về, không về. Một là không gửi tiền về, hai không về, ba không đầu tư, bốn không à ngưng hoạt động kinh doanh gấp, năm cấm cấp visa cho đảng viên cộng sản, là cấm cấm cấp hộ chiếu đấy. Sáu khuyên mọi người nước ngoài cũng làm như người Việt hải ngoại từ điểm 1 tới điểm 5. Mọi người nghe thế mọi người nghe thế có lộn rột không? Thì Nesa mới giải thích cho các bạn biết tại sao cái bọn chống cộng này nó làm như thế này, và cái quy tắc này á, nó đã sử dụng mấy chục năm nay. Cái mục tiêu của chúng nó đã sử dụng mấy chục năm nay, lý do là chúng nó muốn là Việt Nam nghèo khổ, nghèo đói, không có kinh tế, có nghĩa là ở đây không có gửi tiền về. Thì Việt Nam thì gia đình những người mình thì đương nhiên là nghèo khổ rồi. Thế rồi không đầu tư, không đầu tư thì người Việt Nam không có công ăn việc làm rồi, ok. Không về thì đương nhiên nếu mà mình về Việt Nam thì mình cũng mang tiền về cho gia đình mình, thì đương nhiên là gia đình mình có tiền, có này kia để không nên nỗi khổ, nghèo khổ, đúng không? Ngưng hoạt động kinh doanh là tất cả mọi người ở đây không có, chúng nó không cho tiếp tay với lại cộng sản, để cái mục tiêu của nó là làm nghèo cái đất nước Việt Nam, làm cho người dân khổ sở. Thì khi mà một đất nước khổ sở ấy, thì người ta nghèo đói quá, người ta sẽ vùng lên để đánh lại chính quyền. Đó là cái mục tiêu của chúng. Như là ngày xưa cái thời mà năm chết đói năm 45 đó, thì các bạn đã từng nghe qua là có mấy triệu người Việt Nam bị chết, là chúng nó đánh vào cái kiểu như thế này, giống như là không cho người Việt Nam mình. Nó không cho trồng lúa này, nó bắt đi trồng đay này, rồi á, để cho người dân Việt Nam mình chết để đánh Việt Minh. Cho nên cái thời gian đó là Nhật và Pháp, phải không? Nó đánh cái cách như vậy để cho người dân mình chết đói, và Việt Minh không có sức để mà chống lại chúng nó. Thì đến bây giờ, mấy chục năm nay chứ không phải bây giờ nhá, từ ngày Lisa sang đây, Lisa đã nghe thấy cái vụ này rồi. Mấy chục năm nay rồi, chúng nó dùng cái cách này để chúng nó đánh vào Việt Nam. Thì các bạn thử nghĩ xem, là những cái bọn chống cộng đấy, chúng nó có gửi tiền về không? Tất cả những cái người Việt Nam mình sang đây mà gửi tiền về đấy, đều là chống lại cái lệnh của chúng nó, đúng không? Thì chống lại cái lệnh của chúng nó có nghĩa là những cái người gửi tiền về Việt Nam, những người buôn bán kinh doanh với Việt Nam, những người mà đầu tư mới Việt à đầu cái gì không đầu tư, ngưng hoạt động kinh doanh đấy, tất cả những cái người mà làm ngược lại với sáu cái điều này, thì trước đây là ở bên Mỹ đấy, chúng nó sẽ khủng bố, tẩy chay và nói cái người đó là cộng sản, ok. Cho nên những người ở Mỹ đó là muốn đi về Việt Nam là đi như là kiểu như là trốn tránh. Cho nên Nisa sang đây đã mấy chục năm nay rồi, Nisa nghe thấy
cái trò lè rách cả tai rồi. Chúng nó vẫn nói là làm như thế để cho Cộng sản sụp đổ. Tại vì nghèo mà nghèo thì nhân dân cũng vùng lên để cướp lại này kia các thứ, như là ngày xưa đã cướp cướp lại cái kho lúa của Nhật hay của Pháp gì đó, lý do không được rõ lắm nhưng đại khái là vậy. Thì cái năm đó 2 triệu người dân Việt Nam đã bị chết đói năm 4 năm. Sao không thấy cái bọn chống cộng ở bên này nó nói? Đó, các bạn hiểu không? Cho nên chúng nó cứ suốt ngày chúng nó ra giả, chúng nó chửi mấy chục năm nay rồi. Mà lý do tại sao mà Lisa phải lên đây Lisa nói? Nói để cho những cái người người ta chưa hiểu, người ta chưa biết, kể cả sống bên này nữa, người ta tỉnh ngộ đi. Một, không gửi tiền về. Ok, bây giờ Lisa nói cho những cái người sống ở hải ngoại biết, không gửi tiền về, ok. Lisa không nói những cái người có thân nhân Việt Nam nữa. Chúng nó nói người ta không gửi tiền về. Vậy chúng nó cứ suốt ngày chúng nó nào là đại nhạc hội quyên góp để gửi tiền về chống bão lụt, đại hội nhạc hội quyên góp để chống cái gì để giúp đỡ người nghèo, đại nhạc hội để cái gì cảm ơn anh rồi gửi về cho thương binh liệt sĩ ở Việt Nam. Excuse me. Vậy thì chúng nó quyên góp về là cái bọn mà cộng đồng ở đây nó làm những cái trò đấy ra như thế, nó nói là nó gửi về như thế, thì chính chúng nó ra cái lệnh là không gửi tiền về, thì chính chúng nó lại là những cái người đầu tiên làm những cái chuyện đó, là quyên góp để gửi tiền về Việt Nam. Ok, cái thứ hai, không về, về hay không thì tất cả mọi người đều biết, ngay cả cái thằng gì thằng gì cái thằng nào cũng có ở Mỹ và Úc và tất cả khắp nơi đều đã có mặt ở Việt Nam. Rất nhiều người, trừ những người biết mình chống phá, mình không dám về, về sợ bị bắt, và những cái người không có kinh tế để về. Lý Sả cũng muốn về lắm nhưng mà không có tiền cho nên không về được. Ngưng hoạt động kinh doanh thì cái mà hoạt động kinh doanh là bây giờ Úc đã tiếp tay Cộng sản, Mỹ đã tiếp tay Cộng sản, Canada đã tiếp tay Cộng sản, tất cả mọi nước trên thế giới hầu như là đã kinh doanh, cộng tác kinh doanh với lại người Việt Nam rồi. Thì cái đấy là có phải là chính cái đất nước chủ quyền chủ nhà này nó đã làm ngược lại những cái lời chúng nó rồi, thì tất cả mọi người đều hiểu những cái này rồi đó. Và cái thứ hai nữa, Nisa nói một điều là khi mà Nisa đi ra gửi tiền về cho gia đình phải làm như thế nào. Khi ra người ta mở ở đây đấy, hiện tại ở đây người ta mở một cái văn phòng là gửi tiền về Việt Nam. Ok, thì như là bản thân Lisa ví dụ muốn gửi tiền về Việt Nam, đi ra đó thì gửi bao nhiêu tiền, là phải mất bao nhiêu tiền, mỗi 100 đô Úc là phải mất mấy đồng tiền lệ phí để gửi về Việt Nam. Ok, chưa cần biết gia đình mình nhận được hay không, nhưng cái số tiền đó mình đã phải trả lệ phí rồi. Và lệ phí đấy đi về đâu? Thì những cái người kinh doanh người ta được cái số tiền đó và người ta cũng đóng cho cái chính phủ này, đúng không? Đấy là sự kinh doanh của người ta. Thì cái trước mắt là chúng nó đã phá vào cái kinh doanh của người hiện tại sống ở nước ngoài. Ok, chúng nó bảo là đừng gửi thì có nghĩa là chúng nó đã làm sập. Nếu như ai cũng nghe chúng nó thì có nghĩa là những cái người đấy đâu có làm ăn gì được cả cái đất này nữa, đúng không? Đâu có ai gửi tiền thì làm gì có tiền nữa, tại vì mỗi 100 đô là nó lấy mấy đồng tiền lệ phí rồi. Ok, và khi mà Lisa đi ra gửi tiền ấy, thì phải có cái hồ sơ của mình, ví dụ như là mình gửi cho ai, mình là ai,
đúng không? Nó phải biết rõ ràng cái bằng lái xe của mình phải đưa cho nó, để cho nó ghi vào. Ghi vào để làm gì? Để cái chính phủ này người ta theo dõi, người ta biết được cái số tiền này. Và cái mấy cái người mà ra làm ăn đấy, người ta nhận vào từng đây tiền, người ta gửi về Việt Nam, là những cái số tiền này của ai. Và cái người đó, ví dụ nhá, nên sao nói ví dụ, tự nhiên nên sao gửi 100 ngàn về Việt Nam, ok? Thế là cái đất Úc này này, Úc này này, nó sẽ đánh dấu hỏi vào Lisa, mày lấy tiền đâu ra, mày gửi từng đây về. Nó sẽ theo dõi ngay lập tức. Đó là một cái quan sát về kinh tế của đất nước này. Chứ không phải là mình cứ khơi khơi mình mang tiền ra đấy mình chuyển về Việt Nam bao nhiêu cũng được đâu. Các bạn nên sở nghĩ là ai cũng biết ở Việt Nam rồi. Tại vì rất nhiều người gia đình, trong gia đình mình có thân nhân ở Việt Nam á. Thì hôm nay nên sở cũng nói rõ thêm là để cho các bạn hiểu là ở bên này á, từng đồng từng hào một đi ra đi vào nó đều biết hết. Nếu như mà mình mà một người làm ăn bình thường thôi hoặc là công nhân bình thường thôi mà mỗi lần gửi hàng mấy chục ngàn hay là 100 ngàn hay là bao nhiêu về đấy thì nó phải đánh dấu hỏi chứ. Đó, nó nhìn mình ngay, nó để ý mình ngay. Cho nên ở đây nó là như vậy. Rồi ví dụ một người mà ăn trợ cấp á, mà tự nhiên đi một cái xe mấy trăm, hàng trăm ngàn hay là bao nhiêu đấy là nó cũng để ý rồi. Đó, cho nên là nó đâu có đơn giản như cái bọn ở bên này cứ suốt ngày ngồi á, sĩ diện xong nói là cái gì một năm gửi bao nhiêu tỷ về đô về Việt Nam cho Việt Nam tiền mày đâu ra mà lắm đấy. Làm ăn còn chưa đủ no. Các bạn như là cái cậu gì á, cậu thanh niên gì á, cậu rất trẻ nhưng mà Lisa nghe được cậu ấy nói, cậu nói cái gì cái cậu gì nó tên là gì quên mất tên rồi. Cậu nói rất là đúng, tại vì người ta rất là đâu có phải là chúng nó cứ nói là Việt Nam cái gì không được thông tin này kia các thứ. Người ta còn hiểu rõ hơn cái bọn ở bên này nữa, những cái chuyện gì ở bên này, đúng không? Cho nên nên giả thấy rằng cái bọn ở bên này nó ở Việt Nam càng ngày càng hiểu biết thêm lên, nhưng mà cái bọn ở bên này á, nhiều đứa nó chống cộng, nó càng ngày nó càng ngu đi đó. Người ta thì tiến lên còn nó thì ngu đi. Lý giả nói là Lý giả không muốn nói về cái chuyện chính trị rồi, nhưng mà cứ nghe thấy cái gì ngứa tai lại muốn mình phải lên để mình nói cho đỡ tức ấy. Biết tại sao ngày xưa Lý giả qua đây, Lý giả cũng nói vài lần rồi. Lý giả là sang đây từ năm có mười mấy tuổi thôi đó. Thế nói là cũng do cái số phận này. Nên xả sang đây chả có mất xu nào cả. Bác cho đi. Tại vì bác có cái thuyền ấy, bác cho cả mấy chục người đi. Chả mất đồng xu nào cả. Thế đến khi mà sang đến Hồng Kông rồi sang bên này, các bạn có biết không? Trời ơi, nó buồn. Nó đến mức độ mà không có quen biết một người nào hết. Rồi á, mình ở cái nhà nó mấy tầng ấy, xong mỗi một buổi sáng ấy, mình cứ đi ra mình nhìn ra ngoài, gió nó rít lên ầm ầm, xong lá vàng nó rụng xuống. Trời ơi, các bạn không tưởng tượng được cái thời gian đó người Việt này ít. Rồi ấy, sống, trời ơi, nó buồn kinh khủng luôn, sáng nào cũng khóc cái thời gian đó đó. Và cái mọi người có biết cái hồi mà đi Hồng Kông á, là khi tất cả những ai đi qua Hồng Kông đã từng hiểu rồi, ai cũng tự viết thư về nhà nói ôi rồi ôi con sang đây sướng lắm rồi này kia các thứ, đâu có ai viết thư về kẻ khổ đâu, tại vì sợ bố mẹ ở Việt Nam buồn cho nên không dám nói cái tình hình ở Hồng Kông ra. Sáng nào ở trong trại cấm sáng nào cũng cầm cái bát đi ăn, nhưng mà trong đấy thì chả phải làm cái gì cả. Rồi yeah, đến khi đi sang bên này sống một thời gian đi xả mới chả, mình trẻ mà mình đâu biết gì đâu. Đi sang đây gặp vài người cứ nghe thấy chúng nó biểu tình rồi chúng nó nói
nghe đài Việt Nam, mở đài Việt Nam ra nó giặc miền Bắc vô đây, bàn tay nhúng nọ máu đàn mở đồng bào. Trời ơi, mình nghe thế mình, nên xà đã từng nói rồi đấy, mình nghe mình ức dễ sợ luôn. Mà trong cái đó, cái thời gian đó là hồi nên xà mới ngồi nhớ lại, mới từ từ nhớ lại, chứ mình đâu có bao giờ mình nghĩ đến chiến tranh hay là cái gì đâu. Mình mới nhớ lại thì cái thời gian mà đi 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 giống như là sơ tán rồi bị bom bỏ này kia cái thứ, mình mới nhớ lại những cái thời gian đó mình bảo hay nhờ, cái sao tại sao này chúng nó lại bảo mình là giặc miền Bắc vô đây, trong khi mình khổ như thế. Cái thời gian bị bỏ bom ấy, hồi đó Lisa còn nhỏ xíu, Lisa chỉ nhớ được cái hình ảnh là đi, Lisa vẫn thường nói ấy, là đi giống như là ngồi ở trong thúng, mẹ mẹ gánh đi sượt chạy bom đạn thôi. Thì mình từ đó trở đi, trong cái đầu mình mới bắt đầu để ý về những cái chuyện này. Thì mình nên sao đến bây giờ, cho đến đi bây giờ nên sao cảm thấy rằng cái bọn này chúng nó bị điên hết rồi. Mới lại nhiều người, người ta sang bên này người ta cũng chỉ lo làm ăn thôi, người ta không nghĩ ngợi gì đến những cái chuyện chính trị, chẳng hạn như là người ta vào một cái nơi nào sinh hoạt cộng đồng hay là cái gì ấy, người ta cũng không muốn là bị ảnh hưởng đến cái gia đình người ta, các bạn hiểu không? Chứ còn thật sự ra ở bên này á, chẳng ai sợ chúng nó đâu, nói thật là như vậy, chẳng ai sợ chúng nó đâu. Nhưng có cái là chúng nó làm ra như thế để cho chúng nó đe dọa người ta thôi đó. Rồi á, cái bọn ở bên này chống phá nó chẳng là cái gì đâu, còn nó gửi tiền về cho vài đứa ở Việt Nam để mà làm những cái trò đấy ra, để chỉ để mua vui cho cái bọn bên này thôi. Chứ các bạn, những cái người bên này chẳng ai người ta quan tâm đến cái chuyện chính trị chính em gì đâu. Còn cái bọn mà nó chống phá thì chúng nó chỉ vì tiền thôi, nói đơn giản là như vậy. Thì các bạn đọc nhìn vào đấy để hiểu rằng nó có đấu tranh cho người Việt Nam mình không. Chúng nó đã bao giờ chúng nó muốn cho người Việt Nam mình được được cơm no áo ấm đâu, đúng không? Hay.